Leon, Game On đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Có mấy vũ công nam và nữ hết, hết. Thấy không là hôm trước đó đâu? Đúng chị, rồi, làm lại nè. Nãy giờ mây mừng lần, nãy giờ mừng lắm lần. Qua đây chị luôn vừa, đó. Chị vừa thở một cái là hồi đã. Trả lời, trả lời. Ok. Chị vừa thở một cái là hồi đã. Trả lời, trả lời. Ok. Vậy mà hồi sáng chào đầu anh nói là lên phố dễ kiếm tiền lắm. Tại nhà khó quá. Trời, phải chỉ chứ. Vậy mà anh Giang nó hả lên đây hả? Ngưỡng không được. Tình thương, dễ kiếm tiền. Dễ kiếm tiền. Bây giờ cạnh tranh nhiều quá. Anh dụ mình lên đừng có. Nhóm. Nhỏ quý ơi. Ít vào vô tình luôn. Mày vô tình rõ ràng. Chở thang, chở thang. Mà chạy vô đi mày. Câu 1. Hồi nãy mấy bạn nhớ là trong bức tranh nó có một cái nhóm bạn trẻ dọn rác không? Hỏi tóc cô ấy màu gì? Phạm Quy. Quy trả lời không vậy? Được rồi chị, nhìn lại đây. Trả lời đi. Cầm chuông rung cái. Tóc quay một. Đó, qua đây gặp mà viết đẻ cháu đứa con. Trời đất ơi. Năm ở cháu đứa con. Mà khổ. Không phải này đang à. Cháu đùa đùa. Tóc quay màu hồng. Tóc quay màu hồng. Chính xác. Đúng rồi. Này. Mày trời ơi. Cô nào á? Cô nào á? Liễu hả? À, bé Thấm. Bé Thấm hả? Bé Thấm. Có một chàng trai bị xịt lốp xe khi đi chơi. Thời gian xịt lốp xe của chàng trai là vào lúc mấy giờ? Hết. 10:15. Hết. 10:15. Hết. 10:15. Thôi. 10:15. 10:15. Tôi nhớ lắm. 10:35. Đi từ sáng sớm tới chiều tối luôn. Bình minh dẫn vô về, xong bị lộn bánh xe. Lộn bánh xe xong vô giá xe. 10:35. Chính xác. Gắn dành cái chuông đi em trả lời được hết. Đó, em phụ mà. Chàng trai sửa xe hết bao nhiêu tiền? Hết. Nè, trả lời sai chắc chắn luôn. Anh chắc không? Bế chắc 100%. Gì? Em 100%. Em sai là em về liền. Em về Đồng Nai liền. Trả lời đi. Miễn phí. Đó, chú Sáu giá xe ngày Tết. Chú Sáu mặc áo ba lỗ. Đó, chồng chú Sáu có nuôi chó. Em vợ mê con chó, thằng chồng trả tiền. Chú Sáu không lấy. Đó. Trời ơi. Biển số chiếc xe máy bị hư chính xác là bao nhiêu? Hết. 40224 50T1. 40224 50T1. Đúng rồi, không nói nhiều, đừng nói nhiều nữa. Ôi ăn gian quá. Chưa hết là lên tới đây rồi. Bây giờ chạy lên vậy đi chị ơi. Thôi đây hay đánh luật quá, luật ở đây nè. Chứ bên đây là tụi em tay trái. Tụi em tay trái. Làm sao mà lỡ đi ta. Em hỏi em hơn 4 câu rồi. Đỡ bên. Anh ơi cho cái mẹ cái ngã ba đạn chứ kẹt kẹt của em sao anh lấn chiếm em trai. Em ơi em hay si game hay gì mà em hay chơi bậy gì à? Anh sao anh cứ liên chèn chèn luôn vậy? Bằng nhau kìa, bằng bà Hiếu đâu. Anh lùi xuống đi. Nữ ca sĩ đứng hát trên sân khấu mặc chiếc váy màu gì? Qua năm mới là bắn cái bông đó là chuẩn bị Hiếu lên hát nè. Em không muốn mới ngủ một mình đêm nay đâu. Đúng rồi anh. Đúng em rồi. Đây nè. À em đâu? Đó em là ca sĩ nữ tóc dài.
Đúng rồi. Bắt đầu được nhé. Màu trắng. Màu trắng. Cái tên là Hồ Quang Hiếu, ông lỗi gì? Hồ Quang Hiếu, ông lỗi gì? Chữ thứ hai, chữ thứ hai. Chữ thứ hai. Hồ Quang Hiếu. Câu hỏi tiếp theo, chàng nhạc công đánh đàn guitar. Chết mà, rồi. Mặc áo khoác màu gì? Mặc áo khoác màu gì hết? Ờ hết rồi. Mặc áo khoác màu gì hết? Ờ hết rồi. Màu xà. Mà chàng đó mượn áo chứ cái đường là màu cam, mà chàng đó mượn áo chứ cái đường là màu cam, còn ổng là mượn áo màu xanh rất đậm, xanh dương đậm. Hay quá. Màu xanh dương đậm. Đậm mà đậm kiểu đậm đen luôn á. Màu gì thì xanh được rồi cậu. Mà xanh đậm, xanh đậm á, phải là xanh mà xanh nước biển đâu. Hỏi màu gì thì nó là xanh. Xanh được rồi còn đậm nó lỡ nó xanh nó lạc. Không lạc chắc chắn luôn. Xanh đậm. Màu xanh là một đáp án. Chích xác. Yeah. Chích xác. Yeah. Ai nuốt cái chu rồi. Có một cái chỗ rất hay mà hỏi trúng là tôi biết liền chỗ đó luôn. Có một cái rất hay luôn. Hay luôn, hay luôn á. Quan trọng là hay luôn này. Đó luôn. Không ai nhớ. Bây giờ để coi câu này có hay không nha. Có một ca sĩ biểu diễn trên sân khấu có nhớ không? Kệ đi, đánh chu trước suy nghĩ sao. Quên đi. Quên đi. Câu hỏi của chúng tôi là biểu diễn cùng cái ca sĩ đó trên sân khấu. Là đang hỏi gì vậy? Sao vậy? Có mấy vũ công nam và nữ hết. Hết. Thấy không là không chưa thấy không? Đúng chị, rồi, làm lại nè. Nãy giờ mày mừng lần. Nãy giờ mừng lắm lần. Qua đây chị luôn. Vừa, chị vừa thở một cái là họ đã. Trả lời, trả lời. Ok. Chị vừa thở một cái là họ đã. Trả lời, trả lời. Ok. Trả lời đi. Trả lời đi. Ông hỏi gì vậy? Ông hỏi gì vậy? Em biết, em nhớ rồi. Em nhớ mà. Nhức đầu. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Rồi, bây giờ chị hỏi chính xác cái gì đi, em nhớ cái đó. Hỏi lại. Một lần thôi. Em nghe được. Một lần thôi. Ôi trời ơi. Em nghe được câu hỏi đó rồi. Hiểu rồi, trả lời đi. Cái sức mà để cái lộn em dành mình trả lời. Có mấy nữ vũ công và mấy nam vũ công đó, biểu diễn cùng ca sĩ. Đó, mấy nữ và mấy nam. Nè, bây giờ tính nha. Hồi nãy là có một ông nhảy với hai bà nè. Không có. Tấm hình là có năm cụm. Sai. 4, 5. Sai. Đó. 4 cặp, 4 cặp. Cái là người ca sĩ và tính là 9 vũ công. Ca sĩ tên gì? Hiếu thì hai. Em nhớ đàng hoàng. 9 vũ công nên là... 5 dancer nam, 4 dancer nữ. Ok chưa? Okay rồi, đúng không? Em tự tin. Là qua năm mới là bắn cái bông đó, là chuẩn bị Hiếu lên hát nè. Em có muốn mới ngủ một mình đêm nay đâu. Đúng rồi anh, đúng em rồi. Đây nè. Chạy lội bên đây khỏi trả lời, tại bên đây đúng rồi. Vậy còn hỏi sao? Trời ơi thiệt. Cái là phải chơi đàng hoàng, quy ngồi đây là quy xong lên nhiều quá thôi, qua đây đi. Ủa? Thì đúng rồi. Đúng rồi. Nó xa hơn. Chỗ. Mình sao vậy? Rồi. Ok. Nó xa hơn. Anh một kèm một. Chơi nha, một kèm một. Ủa? Ấy vậy. Sao ấy với tôi vậy? Rồi. Cái đức mình chơi đuôi giật Mỹ đâu. Tôi thấy con mắt anh lờ mà anh chơi mình hơn thua quá. Tôi lờ ơi vậy. Đã có cái 07. Hết rồi. Dạ. Hết rồi hả? Ok. Chết. Câu hỏi tiếp theo. Cô gái được cầu hôn đi đôi giày màu gì? Hết. Ôi. Hết. Ôi. Trời ơi, quá gì ghê vậy? Mạnh thú. Cái này mà em không biết nè. Màu gì vậy? Màu gì vậy? Im lặng hết. Im lặng. Đâu biết đâu, chụp lại. Khoan. Cái tông màu á, tông màu chủ đạo của nó chỉ có màu hồng. Màu hồng, màu xanh lá cây và màu đen. Em nghĩ là màu đen nó basic lắm. Hoặc là màu hồng. Màu đỏ là chiếc xe máy. À, để tôi biết cái gì. Anh em với ông nhắc nha. Màu hồng ngủ tụi tôi nha. Không, con gái mà Tết, thường Tết phải màu đỏ. Để khoan, để tôi xin xăm. Đúng rồi. Chưa được. Chứng tỏ điều gì á? Khoan nha. Nói đại màu đỏ thôi. Màu đỏ, đại màu đỏ là xe. Nói đại màu đỏ đi. Nhân kịch này và nhân kịch này bắt đầu xi nhan. Xi nhan gì? Đổi màu khác giùm cho em, đổi liền.
không biết về nó đây quay phim, coi phim ấy đỏ hả? Không nhắc nha, không nhắc nha. Màu đỏ thôi. Nhắc rồi, nhắc màu đỏ rồi. Tôi chưa nói đúng hay sai, đọc lại câu hỏi một lần nữa nha. Để chụp lại hả? Để chụp lại đúng. Thà bỏ luôn chứ tiện đành. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Chấp nhận bỏ đúng không? Bỏ luôn. Bỏ luôn đi chơi. Bỏ chứ trời ơi, lớn mình chơi. Cậu bé được bố cõng trên lưng lúc xem pháo hoa, đang mặc áo màu gì? Hết. Tại sao mà xô anh? Em làm bước đệm cho anh mà. Ủa rồi có chơi không? Làm gì biết mà trả lời. Không, em giật cho Hiếu. Cái tranh đó em để cho Hiếu mà. Hiếu tranh, ơi. Tranh đó là Hiếu. Trời, nãy giờ cãi lộn rớt cái môi ra luôn đó. Anh phải đá vô cái chuông luôn nha. Đúng rồi. Tôi thấy quay phim mới nhắc đó. Bỏ con này đi. Hoài vậy? Tôi thấy phim mới nhắc. Em không? Tôi thấy phim mới nhắc. Em phải quay phim mới nhắc luôn. Bỏ quầy. Quay phim, thu máy giùm em luôn, mất thời gian cho quay phim. Mời thu luôn. Em quay luôn, đừng có nói nhiều. Quay phim ra, quay phim ra. Tịch thu hết luôn. Tịch thu. Tịch thu hết luôn. Đó, đó. Rồi xong cái hả, cái nghiệp đó. Nè, xong cái nghề nó ứng nghiệp đi quay phim luôn. Thôi, người anh ấy làm đi. Đừng nhắc nữa là được rồi. Tôi là Quy nha, anh em chờ chờ. Ủa? Rồi chị nói gì nói đi. Ủa? Rồi chị nói gì nói đi. Ủa? Linh vật của chương trình là Jenny. Xuất hiện ở vị trí nào trong bức tranh vừa rồi? Hết. Hết. Trời ơi, em ơi, má em yên. Trời 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 ơi, má em yên. Em đụng chứ? Hiếu, hả? Hiếu đụng mà Hiếu đâu có chụp, ai chụp nè? Đúng rồi. Ủa? Đúng rồi. Đúng rồi. Hiếu đã. Bây giờ tôi hỏi nè, ai là người cầm cái chuông cuối cùng? Đó, anh Giang. It's me. Dạ, yeah, em bất ngờ chuyện đó luôn. Đúng vậy. Trời, trả lời giùm anh. Đây, em biết. Em trả lời. Đây, em biết. Em biết. Rồi. Nghe chụp một bóng. Nghe chụp một bóng luôn. Ô, anh cuối cùng. Nhưng mà câu này tôi thấy là Hiếu chọn đúng không? Chị là mẹ của Hiếu mà. Bây giờ lại đây. Đây trả lời câu này. Nhào. Câu này lại. Okay, bỏ câu này. Bỏ câu này đi. Bỏ đây. Bỏ câu này đi. Không có bỏ. Em nói ra rồi. Đúng em biết rồi. Lỡ nó bán rồi. Ừ. Lỡ nó bán rồi. Ở xa ra giống hồi nãy là ok đó. Bây giờ ban tổ chức chúng tôi quyết định là câu hỏi lúc nãy chúng tôi vẫn sẽ hỏi lại, các bạn tự dành chuông để trả lời nha. Ok. Tại vì cái câu đó là liên quan tới con Jenny của chương trình chúng tôi. Rồi, chị ok, tụi em hiểu hết á. Rồi. Cho ông xí là mình di chuyển cách nào? Di chuyển cách nào? Còn không bò đi. Rồi bò đi nha. Bò đi. Bò cho mẹ. Đầu gối bắt buộc phải ở dưới sàn. Ok. Bàn tay dưới sàn. Ok chưa? Rồi. Chơi đi. Em Jenny, linh vật của chương trình xuất hiện ở vị trí nào trong bức tranh vừa rồi? Hết. Ai? Em trước. Công nghệ ba đi. Công nghệ ba. Công nghệ ba. Trời ơi. Em trước. Bóng em biết trên. Em trước. Ai trước chị? Lâm trước. Mời em rồi. Dạ, đó là con Jenny xuất hiện trong chùm bong bóng. Con Jenny xuất hiện trong chùm bong bóng. Chùm bong bóng. Vị trí quá Hiếu ơi. Trời ơi. Bây giờ là câu cuối. Thôi tụi em thua rồi. Chào thua. Thua mà. Đang hòa nhau. Ôi, hả? Đang quyết định đó. Quyết định. Rồi, câu hỏi chúng ta như sau. Có bao nhiêu con chim màu trắng bay xung quanh nhà thờ Đức Bà? Hết. Hay quá Quy ơi. Chắc chắn là 9 con. Em đếm rồi. 9 con là một đáp án.
chính con là một đáp án chính xác. Yeah! Những người tốt bụng có những con chim bị khuất nữa chi, tôi muốn con kiểm tra lại những con chim đó. Chính con không cần điểm gì cả. Tào lao lấy tiền rồi, xin mời lấy tiền đi ạ. Dạ, không biết là ba phòng hay là một phòng, nếu ba phòng thì cứ qua phòng anh ngủ. Dạ thôi, cảm ơn anh. Anh thì giỏi, em thà ngủ phòng cháy chữa cháy còn không qua phòng anh. Không, không, anh lên trên chỗ đó ngủ cho. Rồi bây giờ chúng ta đi ngủ ha, đi ngủ quan phòng nha. Dạ. Lên đây em bảo vệ. Rồi lên. Rồi bảo vệ bờ cõi mình. Rồi nè ơi, quay đầu là bờ nè. Lâm ơi, em biết chèo không Lâm ơi? Từ từ, để tôi. Để một mình tôi thôi, rồi. Chưa vô mẹ ơi, miếng nữa. Đúng rồi, lên đi em lên. Tôi thử em đó lên. Trời ơi, ở đây. Ở đây cua tặc. Ở đây cua tặc. Không biết gì à. Ô đội mình bất hiếu rồi. Thôi lên Hiếu ơi. Hiếu ơi lên nào. Rồi đâu coi chạy có được không, nãy giờ ngồi nói nhiều quá nè. Hay quá Hiếu ơi. Rồi quá. Wow. Hiếu đâu? Hiếu. Sao hay vậy trời? Hiếu ơi, Hiếu ơi, ơi. Hiếu, tập trung. Trời ơi, nè nè. Vậy mà hay lắm. Ừ, hay lắm. Hiếu. Xuống đây. Cứu em. Chở nhanh. Trời ơi. Trời ơi, cái gì mà tương tàn vậy trời. Trời ơi. Ủa chị chưa người hứng mạnh. À trời tấn công. Ủa lẹ vậy. Ủa lẹ vậy. Cái này bị hứng ở dưới là sao trời. Ờ đậu tính đâu. Chơi dạng dây vậy? Mình phải có nước hiếu sinh chứ. Cua cũng là con người mà. Cua cũng là con người mà. Ủa sao nãy tôi hốt đó thì nói này nói nọ. Bỏ thuốc. Tiểu là tôi thấy nước kia. Thấy vô. Yếu xìu. Có đi lắm đó. Yếu xìu. Trời về đây với em. Hay quá Quy ơi. Từ từ. Trời ơi. Trời ơi. Em đang trèo vậy, em bị vô tình thôi. Đặt cua ta xuống mà vô tình. Vô tình mà. Em bị vô tình mà em trèo, em có cố ý đâu. Ít sao vô tình luôn. Bị vô tình rõ ràng. Không được, không được. Ai, ai, ai. Bỏ xuống. Đây, phá bỏ nè. Rồi, rồi, rồi. Được nha. Hay quá. Hay quá ơi. Ngon.
Ủa? Yếu mà quá. Trời ơi. Quán, đứng đây. Trời ơi. Quá. Anh Giang chùm hai nha, anh Giang chùm hai. Dừng chim. Ê. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Quăng được rồi, nhẹ nhàng thôi, vung càng. Ủa sao đứng hay vậy trời? Sao đứng hay quá vậy? Trời ơi, đội ta có học mà. Trời ơi, đội ta có học mà. Quăng được rồi, quăng. Hết giờ. Trời ơi. Như vậy là ở trò chơi hứng cua này, trong vòng 10 phút đội học vấn các bạn hứng được 5 con cua. Yeah. Đội đất mũi các bạn hứng được 2 con cua, trừ 1 con cái tội ăn gian phá đội bạn. Như vậy các bạn được 1 con cua. Trời ơi. Thật là đáng rồi. Cuối cùng còn có 1 con à. Ừ, khó lắm mới chơi được vậy đó. Vậy là ở lượt chơi hứng cua này, đội học vấn cũng là đội chiến thắng. Các bạn sẽ được cả món cua luôn. Yeah. Cái trò chơi này đừng có giỡn nha, nó khó nha. Khó anh ơi. Đùi phải mạnh nha. Đúng rồi, phải khống chế anh để. Cái boomerang trên đầu mình nữa. Cái boomerang trên đầu mình nữa. Boomerang là gì? Cái gì đó anh? Cái ba la bôn. Cái ba la bôn là cái gì? Ba lăng. Cái ba lăng đó. Ê, cái người hứng cũng quan trọng nha. Đúng rồi. Anh hứng giỏi nha, là muốn cũng giỏi luôn. Tại vì tụi em quăng dở thôi. Thôi bây giờ thì đợi mình chiến thắng rồi. Đúng rồi. Vô ăn. Còn đợi thua đừng chèo về Bạc Liêu đi. Đúng rồi hả? Đúng rồi hả? Thử thách có tên gọi trả ngọc cho trai. Hai đội cùng xuất phát, chơi lần lượt từng thành viên. Người đầu tiên đến đích thì người tiếp theo mới được xuất phát. Người thi đấu để quả bóng lên bụng, dùng đầu gối để giữ quả bóng và di chuyển thật nhanh, thả quả bóng vào vỏ ngọc trai ở đích đến để hoàn thành lượt đấu. Khi đồng đội hoàn thành lượt đấu, người tiếp theo sẽ tiếp tục. Trong vòng 3 phút, tương ứng với số ngọc trai các bạn thu thập được là các hộp chứa các câu hỏi trắc nghiệm để trả lời. Trời ơi, sao làm lại mình? 3, 2, 1, thời gian đâu lên. Bắt đầu. Vô. Ủa gì đâu, bỏ tay ra. Chống cái tay. Chống tay rồi. Chống cái tay. Bóng mẹ. Hay quá quý ơi. Đâu nha, rớt lại từ đầu nha. Chống cái tay hoài. Người ta để cái tiền này sát vô đây nè. Bên đó đổi người. Trời ơi, yếu nghề vậy. 2, 3. Ồ, không có được vậy. Không có được vậy. Đúng rồi, đi ra, làm đúng anh. Nhớ lên. Từ từ buông tay ra. Trời ơi. Rồi, để ăn đấy. Trời ơi. Lẹ mình ơi. Nhảy mình ơi. Thấy mùi chỗ mình ơi. Ủa cái này là miếng nghề hả? Nghề hả? Tới giờ làm rồi. Ê nó dính. Nó dính bột một lần là nó tuột hoài nha mọi người. Trời ơi. Anh chưa ăn! Quá! Về tiếp đi! Ủa? Anh đổi đến lượt anh mà! Con gì có câu nhìn vô mắt anh rồi! Để tôi! Hãy xem đây! Rồi! Cái này là phải biết về rồi! Đúng rồi! Đúng rồi! Ba lần! Ok nha! Lần thứ hai nó ấy nha! Mà tự vui đi mình. Chết rồi. Mệt quá. Nhanh lên đủ ơi.
đây đỡ cho, đỡ cho, đỡ cho. Sao đứng vậy? Anh đỡ cho. Sao đứng vậy? Đây đây đây, để anh đỡ cho. Rồi sao đứng vậy? Mạnh lên. Mạnh lên. Hả? Đập đầu anh ơi, đập đầu, đập đầu anh ơi. Sụi thôi à? Sụi thôi à? Ơi. Ôi, sao vậy? Sao sao vậy? Tới tôi, tới tôi. Anh Tám. Rồi sao mày đứng lên? Sao lên? Lâu. Cố lên, kẹp, kẹp vô. Cố lên mình ơi. Khổ quá. Trời giò anh ơi, trời giò mình ơi. Tại dây bọng dính rồi nó tuột quá nha. Đúng rồi, nó trơn quá. Ôi, đừng có giỡn đâu. Đừng có giỡn. Đuối liền á. Đuối rồi, mệt rồi. Rồi, thời gian còn 1 phút. Nhanh đi đấu. Hay quá Tú ơi. Để tôi làm cho anh. Rồi, rồi xong. Rồi, tôi ráng trái nữa là đẹp nè. Em sợ nó tuột thôi nè. Được mà đây. Trời ơi. Ây da, ây da. Trời ơi quá, khó quá. Chưa đi kia, chưa đi mà. À, chưa đi, hai lần lại. Chưa tới, chưa tới. Yeah. Mình ơi, mình yếu nghệ rồi, mình đi ra đi. Trời ơi, mẹ mình kéo đây nè, nó còn bị, nó còn ấy nè. Đứa nào vậy? Làm được, làm lại. Ui da. Hay quá mình ơi. Hết giờ, hết giờ, hết giờ anh Huy ơi. Trai ơi. Ôi, hai vợ chồng mình đã đem về tổng cộng là 5 quả trứng trai. 5 viên trai trứng, trứng trai. Rồi, 3 3. Chúng tôi 5 à. Lấy mấy hộp à? 5 hộp. 4, 5 à, đủ. Rồi, mời anh Giang lấy 3 hộp đi ạ. Rồi, 3 hộp xong. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ mở từng hộp. Ủa? Trong đó là những cái câu hỏi trách nhiệm. Anh ơi, thằng bé đi. Ăn Giang, ca sĩ bạn Giang. Ok, mình mở câu hỏi trách nhiệm đầu tiên ra luôn đi ạ. Câu hỏi dễ lắm anh Giang. Trong 3 loại ngọc trai ở biển, loại ngọc trai nào có lớp xà cừ mỏng nhất? A. Ngọc trai Akuya. B. Ngọc trai Tahiti. C. Ngọc sao xe. Anh nhìn vào máy quay. Anh nhìn vào máy quay anh. Rồi chúng ta có câu trả lời đó là C. C. Mấy bà nén bà nhắc nè. C. Ngọc sao xe. Rồi. Bốn tay. Rồi. Rồi qua câu 2, qua câu 2. Trời ơi. Trời ơi. Ba ok. Ba câu tiếp theo mấy ơi. Con trai có tác dụng lọc nước biển hay không? Con trai có không được dắt, không được dắt. A không, B có. Không. Em nghĩ là có. Không có, lọc nước thì đâu làm trai được. Đình Anh. Có đi. Có. Có. Chính xác. Yeah. Hãy chưa, hãy chưa, hãy chưa. Hãy chưa, hãy chưa. Em xin lỗi anh, em hối hận. Giữ vậy cho từ 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 mà thở ra. Môi trường sống của giống trai biển Tahiti là A. Nước mặn. B. Nước ngọt. Khoan, cái này nè, câu hỏi mình phân tích. Ok. Con trai hầu như nó sẽ sống ở nước mặn. Đúng rồi. Mà hỏi câu hỏi này mình loại trừ ra cho cái sự sống nước ngọt. Trời ơi, câu trả lời là A. Nước ngọt hay nước mặn? Mặn. Ôi, đúng rồi. Yeah. Đúng không? Đúng rồi. Để tiếp. Nên đâu có nhắc đâu, 2-3 cu đi ti lên đứng vậy sao nhắc. Đúng rồi. Câu hỏi kế tiếp. Ngọc. Ngọc trai nuôi. Cái được các chuyên gia xem là ngọc trai đích thực hay không? Dạ chắc chắn là có rồi. A. À, có. Chốt chưa? Có. Chốt chưa? A. À, có. Chốt. Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ đại nguyên cái xưởng ngọc trai không lẽ không? Trai có kích thước lớn nhất có tên khoa học là gì? Dĩ nhiên là có Maxima rồi. Maxima. Cái này sai thiệt á, tôi lộn 10 vòng. Lộn 10 vòng. Bè kìa. Liếm hết hộp đây. Ok, đáp án chính xác. Yeah. Đây. Ok, như vậy là qua 5 câu thì là đội của anh Huy với Lâm là được trúng được 4 câu. Yeah. Yeah, vậy cũng thắng luôn. Mời đội anh Giang. Dựa vào môi trường sống, người ta chia ngọc trai ra làm hai loại.
đó là hai loại gì? Tự nhiên và nhân tạo. Nhân tạo và nuôi cấy, nước mặn và nước ngọt. Cái này là bỏ không. Rồi. Nhân tạo nuôi cấy á, chắc chắn luôn. Nhân tạo nuôi cấy. Tôi trả lời là C, nước mặn và nước ngọt. Hay quá. Trời ơi, đúng rồi. Ok. Trời ơi, câu tiếp theo luôn. Vô nha, vô nha. Tôi đang nói về con trai, bạn đang nói về gặp con trai đâu. Thì ai biết anh thông minh vậy đâu. Tiếp này. Ngọc trai thật có tì vết tự nhiên, đúng hay sai? Ngọc trai thật có tì vết tự nhiên là cái đó, gì? Có, đúng, đúng. Trời ơi, con trai khi mà nó ăn trúng hạt sàn hay hạt sỏi là nó sẽ tiết ra một chất để bọc cái sà cừ nó bọc lại. Thì nó cũng phải có những vết xước của thời gian. Đúng, đúng. À, đúng. Ok luôn. Ui, không cuối luôn. Trong những phương pháp phân biệt ngọc trai thật giả, phương pháp lấy hai viên ngọc trà sát vào nhau có được xem là đáng tin cậy hay không? Không. Này, trong phương pháp phân biệt ngọc trai thật và giả, phương pháp lấy hai viên ngọc trai trà sát vào nhau xem là vô dụng. Không đi anh. Không. Không tin cậy. Không tin cậy. Anh chốt chưa? Chốt rồi. Chốt rồi. Không trả lời sai. Yeah. 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 Khoan, 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 để tìm cái đó đúng là sao? À, lúc mà trà với nhau anh hai viên thật á, nó sẽ có một cái lớp mà gọi là cái lớp xà cừ, nó sẽ phủ cái bụi đó ra. Thì cái viên giả là sao? Viên giả thì đa số là nó sẽ chân láng. Cái phương pháp này thì họ không có khuyến khích làm tại vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến. Nếu rồi thì bởi vậy mới nói là không. Nhưng mà nó là một cái phương pháp đáng tin cậy. Đúng rồi. Đúng rồi. Như vậy nên tâm bồn anh thật. Đáng tin cậy hơn. Nào anh em. Đúng rồi anh. Khoan đã. Lúc đấy chỉ có anh Giang nói thôi chứ em đã nói đâu. Chỉ có anh Giang nói thôi chứ em đã nói đâu. Đã có đúng không anh? Em thấm rồi em đúng. Anh đúng không? Anh đã nói gì đâu. Phản bỏ gì đâu. Phản bỏ gì. Anh đã nói gì đâu. Mà anh em cứu anh. Anh đừng nói nhiều quá. Nhiều thời gian. Trời ơi. Rồi mình sẽ được 4 viên ngọc trai cho đội anh Lâm và Huy. Và mình sẽ được 2 viên ngọc trai cho đội của anh Tú, anh Giang và Tú. 2, 3, đi. Rồi gọi cuốn. Lâm đâu rồi? Lâm ơi. Lâm ơi. Ủa một người hả? Chơi một người hả? Lâm ơi. Đúng rồi em ơi. Trời ơi. Ơi 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 lưỡi lè lưỡi ra. Cái lưỡi 29 của em đâu? Cái lưỡi 29 của em đâu? Cái lưỡi đâu? Cái lưỡi đâu? Hay ơi. Mẹ già yếu quá. Ơi. Chị nhớ Phương nè. Ơi. Chị nhớ Phương nè. Trời ơi. 2 3 2 3. Ủa trời ơi. Vừa vừa. Trời ơi. Giang mẹ dẻ mẹ. Mẹ. Lưng là ghê lắm. Thức các kiểu. Ờ, gái gì đồ. Ôi, chạy ơi, chạy ơi. Ôi, chạy ơi, chạy ơi. Ủa xong luôn tám hả? Luôn tám. Trời ơi. Chết rồi. Đúng rồi. Trời ơi, khi các bạn giành được thẻ ăn thì các bạn sẽ phải mang lại cho ban tổ chức. Ai chơi thì chơi, tôi xin phép mượn chiếc xe đưa cho em tôi đi chấn thương chỉnh hình. Dạ đúng rồi. Thôi mà, kim cò ha. Cảm động quá. À thua một cuộc chơi. Còn hơn mất cái khớp. Còn hơn mất cái khớp. Trời anh. Đi khùng trời ơi. Anh nói cánh tay nhẹ rồi. Không, nó bị viêm á, viêm viêm nó ăn là tháo khớp đó. Hoại bên trong hoại đại tử. À đừng. Trời ơi. Bớt lại. Chắc đừng biến không hả? Em bị cảm rồi. Nam thần một tay. Nam thần bị ảnh một tay. Từ đó về sau Kiều Minh Tuấn chụp hình Kiều.
Thời gian 10 phút của đội thua bắt đầu. Quy ơi, ăn, Quy ơi, ăn. Lăn, tát vô lăn. Ủa là mình mất hết người hả? Tưởng là hắc quy, đừng có lộn. Ủa, đâu? Anh tôi đau quá. Anh quẹt một cái đau quá. Tuấn ơi, em có thật sự hiểu luật không? Nãy như lúc nãy em cầm được cái túi đó em đưa cho chị là em thắng rồi đó. Em tưởng truyền cho đội em ăn thôi. Khoan đi, anh em không hiểu luật. Em truyền cho anh mà. Chứ em chạy tới nó đụng em, cái em gãy luôn sao? Lại đi. Lại. Tại vì đã định lên cho. Ngán chân. Trời ơi. Tuấn ơi. Không được, em nó mạnh quá, nó bự quá. Đúng rồi. Chết rồi. Trời. Lựa chọn cái chết. Bạch ơi, đi lên rồi, em ơi, cho đội anh đi em ơi. Quy ơi, cho đội anh đi Quy ơi. Cho đội anh đi Rick ơi. Tàu, cố lên. Anh không được gục ngã. Em chết với tôi. Em lồi ruột rồi. Trời ơi. Chị ơi, em không muốn đâu. Trời ơi. Em gì chương trình. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Em đã có chút ăn rồi. Em lồi ruột rồi. Cho em miếng ăn đi. Yeah. Anh ơi. Hay quá anh ơi. Đúng rồi. Đấm vô chỗ đây. Chương trình rồi đi. Chị Thắm ơi, chị Thắm đâu? Lắm. Em phải lấy chân mũi của anh. Anh đi nhậu ra đi. Chị đưa em, đưa em. Ủa? Đưa chị em anh Giang ơi. Ra xa lên. Lặn đi, lặn về Vũng Tàu đi em ơi. Tạm biệt. Vua cha đang cần em. Em không giấu nữa. Em là công chúa thi thầy. Em sẽ về quê hương của mình. Em mệt quá. Anh ơi, mực nước càng ngày càng sâu rồi. Anh ơi. Làm ơi. Em tạm biệt anh. Miễn ăn. Em ơi. Anh ơi. Cái gì thoại lộn vậy? Anh Giang, hãy tự cứu lấy mình đi. Đợi lâu quá. Bao giờ? Mình chơi mình xây xong cái là đến giờ cơm đó. Mình như hai thiếu nhi. Đưa cái bông đây. Đưa cái bông cho anh. Cái bông kia. Cái bông kia. Cái bông kia. Trời. 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 Anh ơi, cho em ăn đi anh ơi. Anh đã có phiếu ăn rồi. Làm tấn công, làm tấn công đi. Hiếu. Anh Huy, bỏ đi anh Huy. Lượm cho mẹ em anh Huy.
Đấy quá. Vinh ơi, cho anh Tuấn ăn đi. Anh ăn nỉ em mà. Anh em gặp. Bây giờ phải muốn làm sao để cho anh ăn đây? Vinh ơi, cho miếng ăn đi Vinh ơi. Đừng mà. Anh phải làm câu làm người đi nha. Để đàn đáp cho em. Đừng mà. Bây giờ anh xuống bơi biểu diễn một tiểu phẩm sexy. Thì đó. Đúng vậy. Nghệ thuật nước đúng không? Đúng. Nghệ thuật lặn đi. Cổng đầu. Rồi vô vô chân lên. Muốn băng le đồ đùn cá các gì đúng không? Đúng rồi. Vậy bây giờ em chẳng đầu xuống anh kéo chân em lên nha. Ừ. Nhỏ quý ơi. Hiếu ơi, em có miếng ăn rồi Hiếu ơi. Hiếu. Em đưa miếng ăn cho tôi. Trời ơi em ơi. Cứu Hiếu nè, cứu Hiếu nè. Mình đã anh xâm đổ người. Được rồi, để em gặp cho tôi ăn. Tôi xin phép. Anh uống gì vậy? Trả cho tôi. Trả bịch đá cho tôi. Nữa hả? Chơi giấc mơ chưa? Giấc mơ chưa? Hôn tôi nữa hả? Về đây, về đây. Về đây. Chị. Kiều Minh Tuấn thắng. Kiều Minh Tuấn thắng. Tôi. Rồi như vậy là với cái phần thi phụ để giành suất ăn trong bữa tiệc hoàng gia thì Kiều Minh Tuấn mặc dù còn có một tay thôi nhưng mà không biết bằng cách nào vẫn rất là xuất sắc giành được cái phần ăn ngon ha. Bạn được chính thức tham gia vào cái bữa tiệc hoàng gia. Còn Hiếu thứ hai, mặc dù bạn trong đội thắng nhưng mà bạn đã để mất cái phần này cho nên là bạn sẽ bị mất một món ăn. À một món thôi. Quá dễ. Dạ, chương trình có một món à. Và bây giờ thì xin mời các bạn lên chỉnh trang y phục để chúng ta chuẩn bị cho bữa tiệc hoàng gia tối nay nha. Dạ. Đi đi, để tôi giới thiệu đội tôi cái. Gì vậy? Chấn thương. Chấn thương. Làm sao thắng? Trời ơi, Lập ơi, bầu quỳ. Quỳ đây cho tôi. Quỳ anh. Nó ra cái cây rồi. Ôi, ôi, ôi. Trời. Trơn vậy? Trơn thiệt chứ. Nhảy qua, trời em bên rapper, em sợ gì? What rapper chứ em có siết đâu. What rapper chứ em có siết đâu. Em, cái này nè, cái này nè. Mày trả treo anh mày. Mày đó. Mày đó. Mày trả treo anh mày. Rồi, cái ghê đúng rồi. Rồi tới tôi. Cái này là cái phục gì? Cái này xanh lên xanh lọt. Ủa? Sao kẹt rồi? Trời. Ủa sao anh thấy anh đi bình thường mà mọi người làm cái gì khó khăn quá vậy? Ủa sao anh thấy anh đi bình thường mà mọi người làm cái gì khó khăn quá vậy? Tại sao? Tại sao? Nhẹ nhàng ơi! Nghiệp tới liền anh ơi! Mát!
Anh tin em. Hiểu, hiểu không cực kỳ nào. 2, 3, vô. Sắp xếp đúng thứ tự. Trời ơi, trời ơi, bé này. Trời ơi, trời ơi, bé này. Đi bác. Chưa làm thông lắm. Về đi thức bác. Đây đây. Em màu này vô vô vô. Vô 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 nè. Đây đây đây. Để đây anh đi cho. Không, anh nè, anh nè. Đi em ơi. Rồi đừng lại quay. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi, đi đầu thai đi. Đi đi. Nhảy mạnh lên. Ai chào mời thôi lại. Ai chào mời thôi lại quá rồi. Bấm cấm vô luôn. Cấm vô luôn. Ôi. Cấm ngày kia. Trời ơi. Nhanh lên. Anh thôi, lẹ đi thôi, lẹ đi thôi. Tới tôi, tới tôi. Lên, lên đây mẹ. À. Chị sao chị ơi? Mẹ ơi, thử chưa lên. Cái này là, cho cái này mình phải điềm tĩnh. Đừng có nói nhiều, lẹ ơi, lẹ lên. Đừng có nói nhiều. Lẹ đi. Lẹ đi. Hai mấy em nè. Ủa? Cái gì vậy? Ôi, anh nãy chưa tới nè. Nè, phải có 3 lần. Mẹ ơi, người ta làm xong rồi. Đâu, để coi 3 lần anh sao. Trời ơi. Trời ơi. Bác, vô ai vậy? Em, em, em. Xong luôn rồi đó. Gì? Tới anh, đây, 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 đây. Đây, em hỗ trợ, em chờ cho, em chờ cho. Tới anh. Chuẩn bị. Nè, anh này cho ok nè. 1, 2, 3. Hay quá, Tướng ơi. 3, hay quá, Tướng ơi. Ủa? Ui 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 ui. Khóa khóa. Em nè, bây giờ sao em nhảy? Lượm lại coi. Cái này làm sao? À rút ra rút. Thôi rút 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 từ từ ha. Ơi. Ủa sao vậy? Em gầm cách sao vậy? Em muốn gì hả? Em muốn gì? Em muốn gì? Hả? Em muốn gì? Em muốn gì? Em muốn gì vậy? 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 Chưa bên đây ăn với em từ đầu rồi. Ủa bây giờ người ta về trước người ta chỉnh đó. Ủa, ủa ai là... giấu cái này của chúng em rồi nhảy lên anh ma giấu đó. À, nè à. Cầm tôi cái cây đi. Ừ, thấp quá nè. Còn hiểu này. Wow, đưa em rồi, cười lên nào. We will do a magic. Ủa chưa hả, chưa hả? Rồi rồi vô. Vô đi đám ơi. Con nô tì này. Sắp vô. Chị phải nhanh, nhanh, nhanh. Vô. Úp rượu. Vô. 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 Làm gì ổng kìa. Vô. 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 Ủa sao nhiều vậy? Vô hoài. Vô kìa. Cái mày giống gì á. Nhanh lên phát. Rồi. Yeah. Wow, Noel rồi. We will do a magic in my. We will do a magic in my.
trước khi công bố kết quả thì tôi muốn hỏi đội đất mũi lý do gì mà các bạn đã hoàn thành xong rồi mà các bạn lại tháo ra hết gắn lại ạ? Dạ cho nó đẹp ạ. Dạ đẹp là nó đẹp. Là quan trọng là thẩm mỹ. Giờ ngu mà không đẹp nữa kỳ. Không phải, mình dư thời gian. Dư thời gian. Mình tới trước mà. Đúng rồi, phải mình làm thẩm mỹ thôi. Đúng. Đội đất mũi có hai chuyện sau đây. Thứ nhất là không ai mượn mà các bạn xếp cây thông, trong khi cái trò chơi của chúng ta là cây mắm và cây đước. Đúng rồi. Trời ơi, ép rồi. Ép thôi chị. Chị đâu biết mô hình cái cây mắm với cây đước là y chang cây thông. Trời ơi. Ở đây người ta không. Ôi anh ơi. Hello. Không giống thiệt. Không, ở đây là Noel là lấy cái này vô làm cây thông đó. Chị đâu ở đây đâu, chị biết được. Bà con liền. Đúng không bà con? Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Không đúng. Không đúng. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.